cái bóng không? Đó, ngay chỗ miếng mồi thả xuống ngay chỗ cái lá đó, đó đó, nó bò ra đó mọi người thấy không? Đấy, bò ra đó. Rồi nút, con. Rồi. Đó, nút rồi lấy. Đâu rồi? Dân đâu kia luôn rồi. Giật mạnh quá dân đâu kia. Rồi, hello mọi người. Hello mọi người. À, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nhé. Thì sáng hôm nay anh em mình đi coi cá bóng mọi người. Rồi bữa giờ do anh em mình đi đánh cá bờ, nhưng mà do hai ngày nay biển động lại cái bắt đầu là giờ anh em chuyển vào sông. Giờ anh em mình tới địa điểm chỗ này để coi cá bóng thôi. Cá đâu hả? Đưa. Thì mời mọi người theo chân cuộc hành trình của anh em ngày hôm nay nhé. Bóng hôm à? Để xem hôm nay anh em mình câu được nhiều cá không. Nếu mà có cá nhiều thì anh em mình về làm kiếm gì làm ẩm thực luôn à. Làm thật luôn. À, địa điểm đây rất đẹp. Lưới sợ nó không dính. Đây Thịnh đang khai trương con cá đầu tiên. Để xem thôi. Thấy không? Để mình zoom cận cảnh này. Phi quậy quá. Ơ có bóng kìa. Lấy. Nằm đó mà nó không ăn. Rồi lấy. Ê mọi người, giờ mình ra cần nha. Cái bóng thấy nó nằm sát rồi nè mọi người. Mới đi cái dài đưa rồi. Đây. Mẹ nó phải giật quá chứ không lúc sớm. Rồi, bà cá rô phi đỡ rồi. Một em rô phi. Chơi cái bóng mà rô phi là đỡ mọi người. Một em cá rô phi. Để xử lý vào cá rô phi này đó. Ờ rồi. Cá rô phi bự. Phi này nhỏ nữa, không lấy đâu. Quá nhỏ. Dục. Đây mình vẫn câu mồi tôm mọi người nhé. Nãy mà câu có tép nhỏ nhỏ nó câu ngon. Ừ. Nhưng nãy mình hồi nãy tính mua mực á chứ. Mực ăn chứ mà mực tanh tanh nó mà ăn gớm chứ. Tiếp tục mọi người. Câu rê cho. Rê như một khi. Phải nhiều quá. Dính được bố ơi. Yếu mồi quá đi. Đang là cá rô phi đang đó lại lạnh cơ. Này chỉ giờ đi thấy cá là thấy cá ở đâu là câu đó quá. Bây giờ bỏ ngay trước miệng cá thôi. Ở đây mình đó cá rô phi. Thịnh được cá rô phi. Mình mới thấy có bóng ở đâu đây mà
chạy đó mất tiêu rồi. Chỗ này có bóng nhiều lắm luôn, nhưng mà có trophy phá quá. Cái trophy đang đói mồi. Ủa chạy đó trơn ta? Để mình kiếm một hai con mồi qua đây. Lấy nè, lấy chưa? Lấy. Em có bóng đầu tiên mọi người. Đây. Đây thịt vô coi nè. Đây mọi người, em có bóng đầu tiên nha. Ok, quá đã thịt ơi. Đó nè, lấy nè, lấy nè. Đó. Hai ơi, hai em luôn, cách này nhỏ cá. Đây mọi người nha, đây là bóng cát đây, đây anh em ra chưa? Cận cảnh nó bóng cát nha mọi người. Đây, anh em mình thì hôm nay sẽ câu cá này. Mình vừa rồi được câu một em mini quá. Cái này chỉ bỏ lại quá. Ok, để đại đi. À, mồi mình vẫn còn, tiếp tục mọi người. Đây. Thả đó, thả. Có dấu rồi. Ôi là rupi. Rupi nhiều quá ta. Dạ. Cái rupi nhiều quá mọi người. Dạ thấy nó đó mà nó nhỏ quá. Rupi nè mọi người. Rồi. Bốn trong đó sao em re ha? Đó, thành được một em nữa mọi người. Đây, thành được một em nữa. Coi. Đây. Rồi. Ót chưa? Còn cái bóng vô đó bạn. Chẳng cỡ tôi. Rồi phì phá quá mọi người. Coi tướng chạy đó, đây còn nằm đây. Sửa mồi lại. Giờ câu cục chì cho nặng á, cho bà chìm cho nhanh xuống. Lấy cục chì cho nặng chìm cho nhanh nhất. Đúng đấy thôi thế nào. Nhỏ lại mất rồi. Rồi nhỏ chưa hên quá. Có một con cá bóng lớn nữa mọi người, mà cũng bỏ chạy rồi. Để mình sẽ ra rê trước cái mặt nó. Rồi nút rồi, lấy. Lấy bạn ơi. Đây mọi người. Nó sẽ rê rê vậy, nó sẽ thấy mồi rồi nó sẽ lại thôi. Rồi, để mình gỡ nó nè. Cá này mình xúc ngoài sông vô hả chú? Cá này mình xúc ngoài sông vô hả? Đây mọi người, đây tiếp tục mình thấy một em có bóng nữa. Rồi, bỏ mồi nó đi rồi. Cá nó to mà. À chưa ai câu được hả chú? Dạ. À dạ. Thêm một em rupi nữa rồi. Rồi. Bắt gì á? Thánh à. À. Mồi này dở quá, thay mồi. Hồ bên này không có hả thịnh?
Hồ bữa nay không có hả? Mấy câu nổi? Mấy câu. Đó. Thình theo được một em đúng không? Nãy giờ thình câu được mớ đó là mười. Để xem thịt có phải sắt có bóng rồi. Lay 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 lay. Thịt được một em nữa nè, mà cá nhỏ quá. Gớ hết mồi quá rồi. Được chưa, được chưa, được chưa? Ra được con cá rồi, ra bóng rồi. Đâu? Đây mọi người. Thêm một em có bóng nữa. Đi tìm cái bóng to đào đào đứng mát không. Chỗ này có dây điện mà, nó hơi khó câu. Dấu 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 nè. Lên nè, rồi. Dính dây điện. Xuống qua cục chì đúng không? Rồi, lên nè. Lên nè, lên nè, rồi. Dễ điên. Cá nhỏ quá. Cá nhỏ quá mà. Bỏ đi cậu ơi, bỏ đi cậu ơi. Để con có bóng đây. Con này mà không được nữa thôi á. Cậu đi, cậu đi. Vô. Đây mọi người. Thành quả mình hụt nó hai lần rồi mình phải ném nó cho được. Có đó 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 đó. Đi không hả? Đó kìa, trên trên cái tre kìa. Đây. Em ơi. Bóng này. Bóng này thì nó cỡ vậy thôi mà, lớn hơn tí nữa thôi. Chứ không ông mình thì nó không còn cá to nhiều nữa. To từ khi nào hút hồ á thì mình bắt thì mới mày ra có cái to, chứ còn câu thì nó chỉ vậy thôi mọi người. Đó giờ đó giờ đó rồi tiếp tục đó rồi đó, đó. Rồi nút rồi lấy trốn chạy trốn chạy trốn chạy. Thôi kia ông ra mà đâu mà chút chút ở đâu trong nhà ra. Rồi thêm một em nữa. Rồi để mình là làm miếng cà phê rồi câu tiếp mọi người. Chú có bóng chứ, bóng mà nó phì phá quá ơi. Đem được một em nữa. Đó 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 đó. Cá nhỏ rồi. Cá này kho tiêu rồi. Tuyệt vời. Rồi. Cái câu rồi lên lên lại cua cua cá to lên này lên này bọn. Cá to luôn rồi. Thấy chưa, một em có bóng to rất là ham ăn. Vô. Em này quá to mọi người, quá ham ăn. Vô đó. Có bà quá ham ăn, nó chạy lên tới mặt nước luôn thằng ơi. Nó câu mồi tôm mọi người. Đa số cá ở quê mình cái bóng mà cái rô rồi cá ken rồi tao có mồi tôm hết.
Rồi, tiếp tục thôi. Rồi, dễ có dấu luôn mọi người. Dễ có dấu, dễ có dấu, dễ có dấu. Một em đó mọi người ơi. Em này nhỏ nhưng rất là ham ăn, dành ăn của cá rô phi luôn. Đây mọi người. Em này là dành ăn của cá rô phi thôi, nhỏ nhưng mà cái miệng nó to lắm mọi người. Miệng nó to nên nó móc rất là háo ăn. Tiếp tục. Miệng nó to, cá rô phi này, cá rô phi nhiều lúc nó cá rô phi con nó sẽ rỉa 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 nhưng mà gặp cá bóng là một phát là gọn mồi liền, nút vào bụng luôn. Đây, con câu mồi tôm như vậy. Rồi, tiếp tục mọi người. Rồi, có dấu mọi người ơi. Theo em có bóng này. Nhưng biết em nút mồi chưa? Lên, 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 lên. Đó rất là to mọi người. To quá. Ấy, em này quá to luôn. Đã quá chưa? Đã cho mọi người. Rất chỉ là to. Anh mình sẽ gỡ em ấy nhá. Đấy, đúng rồi. Nút vào bụng rồi. To quá rồi, nút vào bụng luôn. Quá thằng rồi đất lử luôn. Phi ơi, còn lưỡi cho anh cái lưỡi Phi. Phi ơi. Đất lưỡi luôn mọi người. Một em có bóng to này đã đất lưỡi. Cho anh cái lưỡi Phi. Rồi tiếp tục mọi người. Mới vừa tóm lưỡi xong. Đầu Phi mới xuống nè. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Rồi đây mọi người, có một em cá mới vừa ăn cái mồi của mình. Em giật em lên thôi. Lên mà, rồi. Còn. Rồi nút lại rồi. Lên nè. Đây mọi người. Em này nhỏ thôi. Rồi, gỡ tiếp mọi người. Trời trời trời. Đây mọi người. Nhỏ là rất là ham ăn. Tới giờ trưa 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 cá bóng thì thường câu vậy. Một là sáng sớm hay là giờ trưa trưa thì nó háo ăn. Có những lúc mồi tới giờ nó không ăn rồi, mồi để trước mặt nó cũng thèm. Rồi, tiếp tục chiến đó. Có được rồi. Đấy. Thêm một em nữa. Quá đã. Bây giờ ăn rất là nhanh mọi người. Thả xuống là bự liền. Đấy, con em ơi nhá. Nó còn mồi. Rồi, tiếp tục. Cá dành nhau ăn rồi mà. Rồi, rồi hết mồi. Quá ghê. Rồi mọi người, thấy một em to nó mới vừa đớp mồi mình. Lấy nè, lấy nè, lấy nè, lấy nè. Quá đã.
Ôi, à, to. Rồi, tiếp tục rồi. Để mình gửi dứt em nữa nè. Tiếp tục rồi. Để mình sẽ may. Mình may cái vị trí chỗ này nè. Có một em có bóng to đang đậu đậu dưới nè. Rê rê nó thấy mồi nó chạy lại không? Mình dừng lại cái nó đớp. Lại này. Thêm một em nữa mọi người nhé. Rồi tắt bấm máy quay không kịp. Đấy mọi người. Rồi để mình gỡ em này ra nè. Thấy chưa? À, lơ rồi. Đó là thấy không? Cái này có nhỏ có cái to có. Có cái đục bịch rồi, anh coi, tự nhiên rồi. U, một bịch đầy rồi nè. Em móc cái mồi này, rỉa nãy giờ hết mồi nè. Mấy con là về. Này phải kiếm xí nước vô cho mà chết hết. Thay mồi thôi mọi người. Mồi này hết tầm rồi, này cá nó cũng mang nữa. Lên nè. Giật hả? Một em nó mọi người. Nãy giờ giật hụt mấy em rồi. Giờ được là một em tiếp theo. Một em bóng trắng tinh. Mày hả bự. Cái gì đừng giục sâu, hết mồi á, mồi không lại nó đâu. Bỏ xuống nó rỉa, bỏ xuống nó rỉa hết mồi liền. Tiếp tục rồi. Rồi, một em đã say mồi rồi. Ô cắn sao chạy vô rồi. Rồi hết mồi rồi. Quá quá kinh điển. Có một em đang phá mồi của mình. Quá chạy rồi. Đi đi. Đây 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 đây. Ai ai mọi người giờ thôi thôi về đi trước rồi đó. Có nhỏ quá thì mới coi tivi mới ngủ, cá không mới ngủ. ăn quá mạnh. Lên có bóng kia chưa? Đây mọi người, đây đây mình đang thấy một cái này rau đắng đó mọi người, nó mọc dưới bờ rất là nhiều. Đây cận cảnh cho mọi người xem nhé. Quá trời rau đắng luôn. Ở phía xa xa bên kia đó mọi người, xa bên kia nó cũng có một bụi rau đắng rất là đẹp, không ra được hồ nuôi cá. Có không thấy không, rau kia Dung, rau kia kiếm cá đó trong Thịnh với bốn đang bắt cá vậy nè. Giờ hơi có gió gió lên thì hơi ồn thì mọi người thông cảm nhé. Bắt ống nước hả? À? Hai anh em đang ai có ống nước này chạy vô. Có không? Xách lên luôn. Xách lên luôn, xách lên luôn. Có không?
Anh em đang ống nước này ngâm dưới này lâu rồi mọi người. Rảnh ra sao? Ra sao bắt được? Con cua nó. Từ ra nữa nè. Rồi cái nó xin nữa. Từ từ bình tĩnh. Đó. Còn khúc nữa, còn khúc nữa. Nghe gì không, có nghe gì không? À, nước nó chạy hết. Xíu nữa. Ủa, bốc. Đồ phi to. Rất là bữa đó lên, bữa đó lên. Không có gì trơn. Con không có, không có gì trơn. Rồi thất bại. Có bóng hả? Có trả. À rút vô đó hả? Thường thường những ống này cá nó hơi chui vào nó ở mọi người. Đâu có thành quả luôn bố rồi. Quá nhiều, bắt được con gì đây? Câu luôn hả? Thôi không ơi, quê mình con rạm đây. Con câu quá nhiều cá. Quá nhiều. Hôm nay mình cũng được hơn chục con. Bốn thì chắc cũng hai mấy con, ba chục con. Câu quá xiên. Thịnh mới kiếm được mấy con Thịnh? Ký rồi đó. Đây, hai bịch. Thịnh đâu? Đây. Bỏ tôm vô nè. Bỏ tôm bên này vô nè. Bỏ qua đây về đó, đưa con cá đi. À, đưa về to đấy, đưa về to bỏ cá. Còn một dính vào cá nữa kìa. Một. Bữa. Sáu. Năm. Mười hai con hả? Con cá cạnh nữa kìa, bẻ càng chưa? Thì trong cá chết ương hay sao? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi mình câu được 13 con mọi người. Rush. Bỏ lốc bể được qua này. Ủa, bóng thì quá trời luôn. Đổ ra luôn đi. Đổ ra luôn đi, nó cắt tay. Đây. Quá trời, quá đảo rồi. Sáng sợ bà hàng đem lên tay gian. Tôm sắt nữa. Ôi, giờ cá ướng hết rồi nè. Cá rộng nước là nó chắc ương hết. Cá to. Gì lượng chén nhỏ đó. Còn cái nhà cái lượng chén hả? Rồi, bây giờ. Rồi, nhiều quá mọi người. Chắc là anh em về thôi mọi người. Nãy cũng gần một ký cá luôn. Khá nhiều. Được mấy con? Trong nước nó dỗm lật liền đáng được. Thanh niên phi được mấy con này? Được mấy con? Bốn con hả? Rồi, bốn con nữa. Thôi về. Về.
Rồi về thôi. Thôi anh em cũng xin kết thúc video đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi tạm biệt mọi người.